chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách thay lưỡi máy xay HC600. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành nhấc phễu lên. Tháo các ốc vít. Sau khi tháo xong, anh chị sẽ mở cái này ra. Mình sẽ vặn. Nhấc nó lên. Những cái phần cà phê xung quanh này anh chị dùng cây cọ để quét sạch, để sau khi chúng ta thay lưỡi xong, mình có thể dễ dàng lắp ráp vào lại. Vị trí này có những cái lò xo, mình lấy những cái lò xo này ra. Chúng ta sẽ tiến hành thay lưỡi. Khi mà chúng ta vặn á, nó sẽ xoay như thế này. Đó, mình sẽ dùng một cái tu vít. Ở đây thì em sẽ dùng tu vít để giữ cái này. Mình sẽ dùng đòn bẩy mình nãy mình để mình giữ, sau đó mình dùng lực mình tháo cái này ra. Chúng ta tiến hành lấy cái lưỡi nó lên. Đây là lưỡi xay. Về cái phần cà phê mà bám xung quanh đó, thì anh chị có thể dùng cọ hoặc là những cái cọ quét vệ sinh. Chúng ta làm sạch cái bề mặt lắp cái lưỡi lên. Sau khi làm sạch xong, chúng ta sẽ lấy một cặp lưỡi mới do Leon cung cấp, thì mình sẽ đặt cặp lưỡi mới vào. Vào đúng vị trí ba cái con ốc vừa nãy chúng ta vừa mới tháo ra. Mình sẽ dùng ốc vít mình cố định lại. Lúc mình gắn những cái con ốc vít này vào á, thì mình chỉ cần vặn vừa thôi để mình cố định cái vị trí cái lưỡi xay cho nó chính xác. Đó, mình chỉ vặn vừa thôi.
không siết chặt cái con ốc này trong một lần vặn luôn nha anh chị. Mình không siết chặt nhé, mình không siết chặt. Rồi. Xong, để siết chặt á, mình thấy cái rãnh này nè, đó. Mình sẽ canh làm sao cho nó vừa bằng cái rãnh này, sau đó mình mới siết chặt các vị trí này lại. Đó, sau đó mình mới siết chặt các vị trí này lại. Rồi. Đó, sau đó mình mới siết chặt lại. Thì cách để mà mình cố định cái lưỡi á thì cũng tương tự như cái kia thôi. Mình sẽ dùng một cái tuốt canh chỉnh cho nó cứng chính xác. Đó. Rồi, đó là chúng ta đã thay cái lưỡi ở phía dưới xong. Đây là cái phần lưỡi ở phía trên. Phần lưỡi còn lại thì giờ mình sẽ tiến hành thay lưỡi này luôn, tháo ra. Khi mà tháo ra thì cái bề mặt phía dưới lưỡi nó sẽ luôn bám cà phê. Mình sẽ vệ sinh sạch cái phần này. Mình sẽ vệ sinh sạch cái phần này đi. Sau đó mình sẽ dùng lưỡi mới để mình thay thế vị trí vào. Sau khi thay xong cái phần này, chúng ta sẽ tiến hành lắp vào. Thì lắp vào á, mình sẽ để những cái lò xo lúc nãy chúng ta vừa mới tháo ra. Cái lò xo sẽ vào vị trí này trước. Đó, mình sẽ để cái lò xo vào vị trí này trước. Rồi. Đây là cái phần trên, cái phần chỉnh độ xay. Đó. Ta sẽ để vào đi đây. Đây là phần lưỡi ở phía dưới. Đó. Ta sẽ để vào đây. Đó. Những cái phần này á, những cái bánh răng, cái phần bánh răng thì anh chị nhớ nó có bám cà phê thì mình sẽ dùng cọ để mình làm sạch cái phần cà phê đi, để tránh việc cà phê bám vào lúc chúng ta lắp vào cái răng này, nó sẽ bị cứng và không tiến hành mình chỉnh độ xay được. Rồi. Ở đây nó sẽ có những cái rãnh như thế này, cái khớp mình sẽ để tương ứng vào ba cái lò xo. Ta sẽ để vào đây. Đây, mình nhấc lên nhé. Để vào đây. Rồi. Và mình sẽ vặn lại. Đó. Mình sẽ vặn vào lại. Khi mà chúng ta vặn á, vặn mình sẽ nhấn cái này. Đây, cái này nè. Đó. Mình sẽ dùng tay mình nhấn cái này xuống và tay còn lại mình sẽ tiếp mình vặn. Mình vặn. Mình vặn vào. Rồi. Sau đó mình sẽ tiến hành, để làm sao biết độ xay, mình chỉ tiến hành bật máy nha. Bật máy. Mình siết vào.
Xíu vào. Đến khi nghe tiếng kêu lưỡi, hai lưỡi nó chạm vào nhau. Đấy. Tiếng kêu đã chạm vào nhau thì mình nới ra một chút xíu nhé. Đấy, mình nới ra một xíu và mình tiến hành tắt máy. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cố định các ốc lại. Và chúng ta sẽ chỉnh lại độ xay cho phù hợp với máy pha của mình đang sử dụng. Vừa rồi em đã hướng dẫn các anh chị và các bạn mình thay lưỡi của máy xay HC600 đối với các dòng máy khác như là CRM020, máy N900 thì cách thay cũng tương tự như vậy.